bỏ qua hết mọi luật lệ và những nguyên tắc vàng trong giới đầu tư. Ông Đoàn Nguyên Đức, hay còn gọi cái tên thân mật là Bầu Đức, đã cống hiến thầm lặng cho bóng đá nước nhà sắp sửa tròn 20 năm. Bước vào vun đắp phát triển cho bóng đá nước nhà từ những năm 2000 và 2001. Ông Đức cũng bỏ ra hơn 10 tỷ đồng cho mỗi năm trong thời điểm ấy cho bộ môn thể thao vua này. Năm 2002, ông ký bản hợp đồng kỷ lục, đưa Katisak từ Thái Lan về đá cho đội bóng Phố Núi, giúp cho đội bóng này hai lần vô địch quốc gia và hai năm kế tiếp là 2003 và 2004. Sau này, Katisak cũng chính là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ. Năm 2007, ông Đức sang tận London thực hiện thương vụ thành công nhất lịch sử bóng đá Việt, đó là đem JMG Arsenal Academy về với Việt Nam. Quả ngọt từ lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, 11 năm sau đó bắt đầu đem đến những thành công vang dội cho bóng đá nước nhà. Mà chính cũng nhờ có ông, phong trào công tác mở ra các lò đào tạo trẻ với quy mô lớn cũng bắt đầu phát triển. Chính Bầu Đức cũng đã đích thân sang Hàn Quốc để 3 lần đàm phán điều khoản hợp đồng với ông Park sau khi Nguyễn Hữu Thắng tuyên bố từ bỏ đội tuyển quốc gia. Ông cũng đồng ý đưa theo luôn người đồng hương của ông Park là Chung Hae-seong về tái thiết lại nền bóng đá nước nhà. Cũng chính là người đã bỏ tiền túi để trả lương cho vị huấn luyện viên người Hàn Quốc này. Và kết quả thì ai cũng đã rõ. Á quân U23 châu Á, lọt top 4 các đội mạnh nhất ASEAN, vô địch AFF Cup năm 2018 và hiện tại đang một mạch tiến tới giấc mơ vòng bảng World Cup 2020. Ngoài ra, còn một chi tiết thú vị mà có lẽ nhiều người cũng biết. Trung vệ Quế Ngọc Hải, người đang đeo tấm băng đội trưởng cho đội tuyển Việt Nam, đã gây ra một tai nạn vô cùng đáng trách cho một đồng nghiệp. Chi phí điều trị vượt ngưỡng mà một cầu thủ bóng đá có thể xoay sở. Bầu Đức cũng chính là người đã khoác vai Hải, cứu anh ra khỏi cơn bĩ cực. 4 năm rồi, cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa có dịp gặp Bầu Đức để cảm ơn. Ngày đó bản thân tôi sai lầm thì phải chịu trách nhiệm thôi. Nhưng sự thật, không có chú Đức thì tôi không thể trưởng thành được như ngày hôm nay. Chú Đức có ơn với tôi khi giúp đỡ một khoản tiền lớn trong thời điểm có thể nói là khó khăn nhất cuộc đời của tôi. Bản thân tôi ghi nhớ điều đó và những lần đá với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thì tôi luôn hướng về khán đài để mong được gặp chú Đức. Thế nhưng cơ hội đó vẫn chưa đến và 4 năm rồi tôi vẫn luôn mong được gặp chú để cảm ơn. Không phải tâng bốc khi nói ông Đức chính là vị cứu tinh của bóng đá nước nhà trong suốt gần 2 thập kỷ vừa qua. Người đã đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho tương lai và cũng xuất hiện ở những thời điểm bóng đá nước nhà đang thoi thóp. Việc tôi mời ông thầy Hàn Quốc hay bỏ công bỏ của mở lò đào tạo trẻ từ cách đây hơn 11 năm không phải để lấy tiếng hay nhận lời cảm ơn của bất cứ ai. Chúng ta còn nợ ông ấy cả một tấm chân tình cho một người đáng kính, mang trong mình khát khao làm rạng danh nước nhà, nâng tầm cho nền bóng đá Việt Nam một ngày có thể vươn mình ra biển lớn.